Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Ukraine rơi vào bẫy của Nga tổn thất nặng nề. Nga dường như cố tình mở một tử lộ cho viện binh Ukraine vào Ulanda cứu nguy, đồng thời cũng là để lữ đoàn 72 thấy khe cửa hẹp vội vàng thoát ra và rơi vào cái bẫy mà các loại hỏa lực đã chờ sẵn. Lực lượng Kiev tiếp tục nỗ lực chiếm lãnh thổ tại quốc. Một số xe bọc thép của quân đội Ukraine đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công ở phía đông làng Vestoy. Ở Torres, quân đội Nga đang đạt được nhiều tiến triển, chiến thuật hơn nữa dọc theo trung tâm. Hoạt động ở phía đông New York cũng tăng trở lại. Tại Popbroker, giao tranh cũng vẫn rất sôi động. Lực lượng Moscow có thể phát triển ở một số nơi và ngày càng tiến gần hơn đến làng Tsukurino. Có tin nói rằng quân đội Nga đã gần như chiếm được hoàn toàn mỏ số 105. Ở Udenda, lực lượng Moscow đã kiểm soát hỏa lực trên mọi tuyến đường ra vào thành phố. Trận chiến giành pháo đài này đang đi đến hồi kết khi quân đội Nga đã tập trung 5.000 binh sĩ ở khu vực này, đông vượt trội so với tàn quân của Lữ đoàn 72 quân đội Nga, sẵn sàng cho đòn chốt hạ. Tuy nhiên, trên thực tế dường như một con đường đất đã được quân đội Nga mở ra một cách có chủ đích. Có ý kiến cho rằng Nga cố tình mở một tử lộ cho viện binh Ukraine tràn vào cứu nguy nhưng đồng thời cũng là để lữ đoàn 72 thấy khe cửa hẹp vội vàng thoát ra và rơi vào cái bẫy mà các loại hỏa lực đã trở sẵn. Nếu đúng như tính toán của quân đội Nga thì họ có thể loại bỏ nhiều binh sĩ đối phương một cách dễ dàng mà không cần phải tham gia vào các trận đánh ác liệt trong đô thị, giảm được thương vong và vẫn đạt được mục đích. Quân đội Ukraine mở hướng tấn công mới vào quốc, mục tiêu là thị trấn Kurskovo, nhưng đã phải chịu tổn thất lớn do rơi vào bẫy hỏa lực của nga. Bắt đầu từ ngày mùng 10 tháng 9 đến nay, thì quân đội nga đã phát động một cuộc phản công cục bộ ở khu vực quốc bị đối phương chiếm giữ từ Kolelev ở phía bắc cho tới Liubimovka ở phía nam và tái chiếm một số ngôi làng. Trước sự ép lớn của đối phương, lực lượng KF mở hướng tấn công mới mục tiêu của họ ngoài việc giành thêm lãnh thổ, thì còn tạo ra một mũi xung kích tập hậu nhóm quân đội Nga ở phía Tây trên hướng tấn công của Ukraine tại vùng quốc. Trên hướng tấn công thứ yếu này, quân đội Ukraine đã huy động thêm pháo binh yểm trợ từ Sumi, đồng thời tăng cường yểm trợ trên không, Tuy nhiên, tại khu vực Kluskoky, khi quân đội Ukraine vượt biên giới, họ đã rơi vào vòng phục kích do Nga thiết lập. Do lực lượng Kiev tiến công bằng phương tiện cơ giới hàng dọc nên đã bị đối phương tấn công dữ dội bằng UAV FPV. Việc lực lượng Kiev đã cố gắng phát động một cuộc tấn công đột phá ở quận Kluskoky có thể là làm phân tán lực lượng phản công của Nga ở quốc khi các khu vực kiểm soát của họ chưa có những công trình phòng thủ vững chắc để họ có thể trụ lại. Trong nỗ lực vượt qua tuyến phòng thủ biên giới của Nga ở quận này, lực lượng trinh sát Ukraine đã vượt biên gần làng Noviput và tiến về phía làng Vesnoyer. Tuy nhiên, quân đội Ukraine không còn yếu tố bí mật bất ngờ như cuộc đột phá khuốc đầu tháng 8. Nhóm binh sĩ này đã bị phía Nga phát hiện kịp thời và đưa lực lượng cũng như dùng hỏa lực không quân pháo binh ngăn chặn quyết liệt. Cùng lúc đó, ở phía đông, quân đội Nga đã tái chiếm được trang trại Prokoky và tiến vào Tolstoynuk chuẩn bị tấn công New Tuy nhiên, quân đội Ukraine vẫn đang cố gắng bám trụ ở đó. Tốc độ phát triển của quân đội Nga tại sườn nam khu vực quốc đã lên tới 2.000 mét để tránh bị bao vây thì quân đội Ukraine phải rút dân lực lượng. Trong cuộc phản kích vừa qua, quân đội Nga đã tiêu diệt và bắt sống nhiều binh sĩ Ukraine tại đây. Vạc dầu lớn của Nga đang hình thành. Mặt trận Kurakov và Chasovza đang dần bị bao vây, còn Ulenda ở bên bờ vực sụp đổ. Ulenda đã bị lực lượng Moscow chiếm gần một nửa. Quân đội Ukraine hầu như không có đường thoát. Sự sụp đổ của thành phố hứa hẹn sẽ san phẳng mặt trận và trong tương lai gần sẽ bao phủ Kurakov từ phía nam. Quân đội Nga lên phương án kẹp chặt thành phố một cách có phương pháp trước cuộc tấn công vào Kurakov từ phía đông phần phía nam sẽ được đảm bảo bằng việc chiếm được Onenda và gọng kìm phía bắc sẽ hình thành khi mà họ kiểm soát Tutsu Kurino. Việc hạ gục Chasovza dường như cũng đang tuân theo kế hoạch tương tự khi các chiến binh Nga chiếm lĩnh ngoại ô phía Bắc. Sau đó là bản chiến lược vạch ra hai vòng cung tương lai cho cuộc tấn công của quân đội Nga. Một sẽ dựa vào Karirovta và Rigorosta, đã được kiểm soát, vòng thứ hai dựa vào Torres đang gần sụp đổ với các trận chiến ác liệt. Kiev thiệt hại nặng nề khi cố gắng đột phá vào Glakoky. Khi lực lượng Moscow tiến hành phản công cục bộ ở sườn phía nam khu vực quốc bị Kiev chiếm giữ, thì ở quận Glakoky, quân đội Ukraine tiến được khoảng 1,5 km ngay trong ngày đầu tiên tại khu vực biên giới Novipus. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã mất ít nhất 60% binh sĩ tham gia cuộc đột phá và gần như toàn bộ xe bọc thép, khoảng 15 xe bọc thép trong số 17 chiếc, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh do Mỹ sản xuất. Những ngày tiếp theo cũng vậy, điều này cho thấy thiệt hại của Kiev cho hướng đột phá này là rất cao. Bộ Tổng tham mưu Ukraine dự tính nhanh chóng chiếm Obokovka, và visland sau đó tiếp tục tiến về trung tâm khu vực Lakovo và cuối cùng tấn công nhóm phản công của quân đội nga ở các quận korenzevsky và sosanky từ phía sau mặc dù vậy cho đến nay hướng tiến công này của quân đội ukraine vẫn chưa thành công bất chấp việc họ chiếm giữ vài km vuông ở quận biên giới glakov trong khu vực nói trên, nhưng họ không còn khả năng giải quyết nhiệm vụ được giao với lực lượng sẵn có. Một số nguồn tin cho biết Kiev vẫn quyết tâm tiến theo hướng này của mặt trận, vì vậy mà sự đột phá của họ vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, với hỏa lực vượt trội thì Nga đã cắt đứt nguồn cung cấp cho nhóm quân đội Ukraine đột phá vào Glakoky từ phía làng Vofio, thuộc tỉnh Sumy của Ukraine. Theo kênh Breber, trong ngày 29 tháng 9, các đội hình Ukraine tiếp tục cố gắng tấn công vào một số khu vực ở quốc. Phòng tuyến Ukraine ở Poprovka bị phá vỡ. Lực lượng Moscow tấn công cơ sở hạ tầng của đối phương tại một số khu vực trên lãnh thổ Ukraine và các khu vực do Kiev kiểm soát. Đổi lại, lực lượng Kiev đã thực hiện một cuộc tấn công UAV lớn ảnh hưởng đến 7 khu vực của Nga. Phòng không đã chặn được 125 chiếc, không có thương vong. Tại Liman, lực lượng Moscow đã chính thức kiểm soát Makivka và đẩy đối phương ra khỏi các vành đai rừng xung quanh. Về phía nam, giao tranh vẫn đang diễn ra ở Nevsky. Về phía Poproker, quân đội Nga đánh bật đối phương khỏi hai pháo đài ở phía Bắc rodiska về cơ bản đã phá vỡ tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine trong khu vực này. Quân đội Nga cũng đã được báo cáo là đã thiết lập quyền kiểm soát đối với đống đổ nát của mỏ Novoprodiska số 2. Ở Donetsk, lực lượng Moscow đã đẩy quân đội Ukraine khỏi một số vị trí ở các lối tiếp cận phía đông với Sukholio và giành được một cứ điểm tại quận phía Bắc của Hinnik. Tại Nam Donetsk, cuộc tấn công vào Ulanda vẫn tiếp tục với lực lượng Moscow đang dần thắt chặt vòng vây xung quanh các đội hình của quân đội Ukraine trong thành phố.